Chào các bạn, mình đang có mặt tại Villa Shop ở địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành giới thiệu cho các bạn một cái dàn lo 5.1 giá rẻ của Logitech với mã sản phẩm là Z906. Thì Z906 là một trong những dòng sản phẩm bán rất chạy trên thị trường thiết bị âm thanh hiện nay. Thì ở đây mình có một cái chiếc sub của Logitech Z906 với công suất là 165W cùng cái panel điều khiển ở đây. Đấy. Tiếp theo là một cái lo center mình đặt ở đây. Đấy. Cùng hai cái loa phông đặt bên trái và bên phải ở đây đó. Và hai cái loa surround mình đặt ở đây đó. Như các bạn đã biết thì Logitech Z906 là một trong những dàn lo đa dụng, vừa có thể xem phim và vừa có thể nghe nhạc. Thì bây giờ mình sẽ test thử cái chất lượng âm thanh khi xem phim trên cái dàn lo Logitech Z906 này như thế nào nha. Rồi, thì cái thiết bị mình phát phim đó là cái con iMac 3D i18 Plus, nó nằm ở đây, nằm trong góc này. Rồi, thì mình sẽ xem coi cái chất lượng âm thanh DTS cũng như là đâm bay khi sử dụng cái dàn lo Logitech 5.1 Z906 này như thế nào. Cái việc
giới thiệu các bạn cái dàn loa Logitech Z96 cũng như là cái chất lượng âm thanh qua cái video, thì nó cũng không thể hiện hết được cái chất lượng thực sự cũng như là cái âm thanh thực sự của cái dàn loa đa dụng 5.1 Logitech Z96 này. Cho nên để có được những cái trải nghiệm thực tế nhất, chất lượng nhất thì mà bạn có thể đến tại VidaShop để có thể trải nghiệm được cái sản phẩm này hoàn toàn miễn phí, đồng thời nhận được những cái sự tư vấn hết sức tận tình từ đội ngũ nhân viên bán hàng của VidaShop. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.